Chien. Attention, c'est le chien. Attention. Viens. C'est ton patron qui appelle. Allez. Các bạn thân mến. Chúng mình đang ở giữa một cây vườn anh đào, nhưng mà anh đào ở đây nó rất là mừng. Lúc nó mới ra nhụy thì nó là màu đỏ. Nó mới bắt đầu ra thì cái nhụy của nó là màu đỏ. Khi mà mới ra thì các bạn xem nhá, thì cái nhụy của nó màu đỏ, xong rồi nó mở ra thì nó lại trở thành màu hồng. Đó là một loại anh đào rất đặc biệt ở Pháp này. Họ đang nghiên cứu cái giống này các bạn ạ. C'est une fleur, on dit des pêchers, mais c'est très marrant. Au début, ça donne la couleur rose comme ça, ou bien rouge. Après, ça s'ouvre avec la couleur rose. Et quand elle est ouverte complètement, ça devient tout blanche. On dit que les fleurs des pêchers blanches. C'est tout blanche. Bah, c'est ça? C'est la vie. Ça change. Voilà, ça change tout le temps. Ou c'est une sorte de varié. Voilà, c'est très joli. On peut regarder tout près si vous voulez. Là, c'est quand on peut voir de loin, c'est comme ça. Et maintenant, je vais bouger un petit peu. Vous allez voir tout près. Một con chim biếng biếng. Là các bạn nhìn thấy gần thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hầu như là màu trắng, nhưng bình thường nó là màu đỏ này. Ông đi dè kìa, và là pêche varié, đó là một cái loại mà được lai tạo hay cái gì đó, cùng một gia đình nhà họ anh đào đây các bạn ạ. À, họ đang là lai ở đây, họ đang là tạo giống ở đây, rồi họ sẽ treo trồng khắp nơi trong thành phố. Cho các bạn xem cái lá non của nó đấy. C'est la nouvelle pousse. C'est comme ça. Et après, voilà, elle est devenue comme ça. Đúng là họ nhà đào. Chắc chắn là la feuille du pêcher. Pêcher fruit. Il a deux mots pêcher différentes. Pêcher poisson et pêcher fruit. Đây là cái loại đào mà họ thuộc cái đào cho ra quả đấy. Các bạn thấy
bọn mình có thể các khu vực xung quanh đây mình có thể mùa xuân, và nhất là mùa xuân thì thích hơn là mùa hè. Mùa hè thì chỗ này nó hơi 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 nóng à. Thế nhưng mà mùa xuân thì ôi tuyệt vời. Admirer des pêchers, des fleurs des pêchers. Tí nữa các bạn lại gần thì các bạn sẽ thấy là cái màu trắng của nó nha các bạn nha. C'est trop joli. C'est trop joli hả? Các bạn sẽ nhìn thấy cái cây đằng xa kia. Nó ra nhiều nhiều cây hơn, nhiều nhiều hoa hơn. Ông tuộc nơ rông nơ, ông tuộc nơ rông nơ, ô xí rông tông, ông tuộc nơ rông là ta đi xung quanh này. Ông này parfois hơi hơi cái lạnh của mùa xuân một chút thôi các bạn ạ. Không hiểu là một cái gì đó à, người ta đề ở đây là sujet participe pas participe pas projet proposé par Nicolas Arnaud et Nadine. Một cái dự án đang nghiên cứu rất là mới các bạn ạ, về cái giống anh đào này của một cặp privé, tức là tư nhân đây nhá các bạn nhá, particulier tức là tư nhân thôi. Thì người ta thì chắc chắn người ta cũng là những nhà khoa học nữa, do vậy mà người ta tiền của người ta bỏ ra varie lai giống như nào đó, bắt đầu từ những cái giống đào mà có sẵn ở trong rừng này, ở cái khu này có cái loại đào rất là ngon. Thì mình thấy rất là đặc biệt là bình thường đào thì nó là màu anh đào, tức là đỏ đúng không, nhưng ở đây khi bắt đầu nở thì nó khi bắt đầu nó ra cái nụ đấy thì en rouge mais ça devient rose de petit à petit ça devient rose. Hoặc là trên cây nó có hai loại, một loại rouge và một loại rose. Rouge tức là màu màu đỏ, nhưng mà đến khi nó ra nở hết ra thì nó lại thành màu trắng, tout blanche, tout blanche. Các bạn thấy đấy, tuyệt vời đúng không? Mình cũng chưa nhìn thấy cái vườn đào nào mà nó được nhân giống rất là riêng như này, trắng hoa tức là rất là vững chắc luôn ấy, rất là gió từ hoa giờ gió đến rất là nhiều, nhưng mà mình thấy nó có rụng, có rụng nhưng mà nó vẫn còn còn nguyên cây tan luôn ấy. Rác núi Tia Gane nó rất 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 là được nhiều hưởng
gọi là cái gì nhỉ, thiên nhiên, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Lúc đầu nó là như này đó, đấy vu giờ, xong sau đó nó mở ra thì nó gô giờ, và sau đó thì nó tu blanche, nó ra đây nó hơi bị ngay cây bên cạnh bờ sông ấy, bờ sông gì nhỉ, bờ sông Ga và Đờ Pô. Đấy, mình để picnic ở đấy. Chỗ này thì nó hơi công thờ lô Lô Soleil, nhưng không sao cả. Các bạn nhìn có rõ không? Đó, rõ đấy. Tư 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 tư. Ô xí lô tô cờ lù. Mỗi một góc độ thì các bạn lại được ngắm nó khác nhau. Có rất nhiều chim các bạn nhìn thấy đấy. Đó. Đây là một cặp vợ chồng, chắc là một cặp vợ chồng các bạn ạ. Họ rất là còn trẻ ạ. Tiền họ họ bỏ ra và họ họ nghiên cứu về cái giống anh đào này. Sau khi mà thành công là họ sẽ trồng khắp nơi trong thành phố đấy. Hiện nay trong thành phố thì các bạn thấy là đang là trồng cái giống anh đào màu đỏ. Các bạn cùng ngắm tiếp nhé. Chúng ta ngắm những bông hoa đào cuối cùng rồi nó sẽ rụng hết thôi các bạn ạ. Nhưng mà đây là những bông mà nó mạnh mẽ nhất trong cái mùa xuân này. Nó dù bị mưa, bị gió mà mình thấy nó vẫn không rụng. Tức là loại này rất là đậu quả đấy. Hy vọng là nó sẽ có quả. Loại đào này là sẽ có quả đào trắng. Đào trắng tức là bên trong cái ruột của nó sẽ là màu trắng thì gọi là đào trắng, còn bên ngoài cái vỏ nó hồng như là cái cánh hoa đấy, gọi là đào, gọi là đào đào